đổ biết bao nhiêu ngàn triệu năm rồi mà nó đổ như nước không mà đổ dữ vậy trời. Nước từ Thái Bình Dương vô hay sao vậy? Sao biết được không? Đó, bởi ông đó, ông cuốn chó, ông té đây nè. Ông đâu có lội lại được đâu, ông chết luôn mà còn.